Chào các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu về một số tính năng mới ở Ngạo Long Mobile phiên bản mới Ngạo Thế Chi Vương. Thì mọi người có thể thấy là giao diện thành chính đã thay đổi đẹp hơn. Các sự kiện thì cũng có nhiều màu sắc hơn. Đây, các sự kiện này cũng có nhiều màu sắc hơn. Nhiệm vụ chương. Chúng ta đã có nhiệm vụ chương. Thì nhiệm vụ chương thì đã có sự thay đổi. Đã có nhiệm vụ chương chính và nhiệm vụ chương phụ. Thì đây là các nhiệm vụ chương. Thì chúng ta cần làm những nhiệm vụ này để hoàn thành được nhiệm vụ chương. Đây là tiến độ nhiệm vụ chương. Mình đã làm được 15 trên 17 nhiệm vụ của chương 9, binh mã. Thì khi mà hoàn thành nhiệm vụ chương thì mình sẽ nhận được quà thưởng rất hấp dẫn ở dưới đây. Thì chúng ta lại lên tiếp những chương tiếp theo. Thì đây là nhiệm vụ chương. Thì ở đây mọi người sẽ kéo ra để xem rõ nhiệm vụ chương yêu cầu gì. Ở đây nhiệm vụ mậu dịch tương trợ thì yêu cầu hỗ trợ người khác vận chuyển tăng tốc một lần. Thì tức là mình sẽ ra chỗ hải cảng đi thuyền, mình tăng tốc thuyền cho người khác thì mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chương này. Sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này và mình hoàn thành thêm các nhiệm vụ khác để nhận thưởng chương. Về nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ thì chúng ta có nhiệm vụ về kinh tế, trưởng thành, cách chơi. Thì mình sẽ làm hoàn thành được những yêu cầu này để có thể nhận được nhiệm vụ phụ. Thì mọi người có thể thấy quà của nhiệm vụ phụ để thưởng rất là nhiều. Quà rất là hấp dẫn luôn. Đây, tu thưởng Long Ngọc, thưởng Lăng La, thưởng rất là nhiều quà. Mình có thể làm những cái nhiệm vụ phụ này để mình nhận nhận được quà của nhiệm vụ phụ. Thì ở bên nhiệm vụ phụ thì sẽ có thêm mục chiêu mộ. Ở đây thì mình đã làm xong hết nhiệm vụ chiêu mộ rồi. Còn nhiệm vụ chiêu mộ này, ví dụ như nhiệm vụ cuối cùng này yêu cầu chiêu mộ Tư Mã Huy. Thì khi mọi người đã chiêu mộ được tướng Tư Mã Huy này thì mọi người sẽ được nhận thưởng hoàn thành ở dưới đây. Sẽ được 1 triệu 8 chiến công, 5 hộp giác ngộ tướng tím và phôi của Tư Mã Huy luôn. Rồi, về các nhiệm vụ chương thì mình sẽ nói sơ qua. Đây, thành chính thì mình có thể phóng to, thu nhỏ góc nhìn. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới phó bản. Các phó bản mới của phiên bản hiện tại thì phó bản mới của hiện tại là chúng ta bắt đầu với phó bản mới Lưu Bị vào Thục, Lưu Chương Yến Tiệc. Đây, mình sẽ thiết lập góc nhìn từ xa để mình xem các map này được đầy đủ hơn. Đây thì phó bản Lưu Bị vào Thục, Lưu Chương Yến Tiệc thì mỗi phó bản mới thì có 20 NPC và một cụm phó bản quân đoàn. Tiếp theo là Thế Vô Song, Ngăn Sông Đoạt A Đẩu. Thì khi mọi người đánh xong cái phó bản Thế Vô Song, Ngăn Sông Đoạt A Đẩu này thì mọi người sẽ tăng lên được cấp 350. Tiếp theo là Bàn Thống Hiến Kế, Đoạt Bồi Quan. Công Lạc Thành, Hoàng Ngụy Tranh Công. Lạc Phượng Pha, Phượng Sồ Sụp Đổ. Chiến Ba Quận, Nghĩa Xá Nghiêm Nhan. Đây chính là map khi mọi người vượt qua được cái phó bản này thì sẽ up cấp 355. Tiếp theo là Thủ Lạch Thành, Truy Bắt Trương Nhiệm. Thế Lực Mã Siêu, Binh Bại Dực Thành. Hà Manh, Đại Chiến Mã Siêu. Chiếm Lý Nghiêm, Đoạt Miên Trúc. Sau khi hoàn thành phó bản Chiếm Lý Nghiêm, Đoạt Miên Trúc thì chúng ta sẽ up được cấp 360. Thôn Tây Xuyên, Bị Dẫn Ích Châu Mục.
Bố Tân Chánh khao thưởng toàn quân. Thế lực Ngô đòi lại Kinh Châu. Thế lực Thục cầm đao đến hẹn. Thì sau khi vượt được phó bản thế lực Thục cầm đao đến hẹn này thì chúng ta sẽ úp được cấp 365. Và phó bản cuối cùng là thế lực Ngụy Lộng Quyền Truy Nã. Rồi. À, mình sẽ giới thiệu sơ về hệ thống tướng cam. Về tướng cam thì mọi người thấy phiên bản hiện tại có rất nhiều tướng cam rất là hấp dẫn ha. Có Trung Hội, Đặng Ngải, Từ Thứ, Triệu Vân, Can Đảm. Đây là Triệu Vân đến tàng mọi người. Đổng Trác, Trương Giác. Đây Hoàng Nguyệt Anh, Hoa Đà, Ngụy Diên, Vương Nguyên Cơ, Trúc Dung. Ta có tướng tím mới, Đổng Đổng Uyên này thì chúng ta sẽ chiêu mộ từ Tử Quán cũng giống như là Tư Mã Huy. Đây chúng ta có Quan Vũ Điển Tàng. Ở bản này chúng ta sẽ có Quan Vũ, Tôn Sách và Lữ Mông. Quan Vũ, Tôn Sách, Trương Liêu, Điển Tàng. Chúng ta cũng có cả là Lữ Mông, Khương Duy, Điển Vi, Điển Tàng luôn. Rồi, về tướng tím này, về tướng cam. Tướng cam thì chúng ta sẽ có hệ thống ấn kế thừa. Về ấn kế thừa, thì mọi người có thể thấy là ấn kế thừa khi mà tăng thì sẽ cộng thuộc tính rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy ấn kế thừa khi đạt bậc 5 tối đa mình có thể nhận được rất là nhiều. Chí 20, chỉ huy 20. Đây là bàn thống nè. Vũ công 30.000, tất cả phòng 15.000. Rất là nhiều. Thì mọi người để ý thì mỗi tướng có một ấn kế thừa riêng. Mọi người có thể xem ở đây. Ở đây là của bàn thống là mưu tính sâu xa. Thì mọi người lưu ý là mình chỉ dùng ấn kế thừa mưu tính sâu xa. Khi mà mọi người sử dụng những cái ấn kế thừa khác thì sẽ không cho bàn thống, thì bàn thống sẽ không thi triển được cái kỹ năng của ấn kế thừa này. Đây thì khi mà mình nhấp vào đây thì sẽ có ghi tướng rõ ràng là bàn thống và binh chủng khả dụng là bộ binh quan văn, tương tự với những ấn kế thừa khác. Đây có thể thấy đây ghi được những tướng sử dụng và binh chủng sử dụng, thì mọi người lưu ý là phải đúng binh chủng. Một số tướng có thể có ấn kế thừa giống nhau, như chúng ta có ấn kế thừa của Trương Giác và Trương Ninh, hoặc là Doãn Ung và Vương Nguyên Cơ. Đây thì hai tướng này đều sử dụng là sĩ khí ngút trời. Ở đây thì chúng ta có thể xem đều sử dụng sĩ khí ấn kế thừa, sĩ khí ngút trời. Chúng ta có thể chọn cái ấn kế thừa nào cũng được, có thể dùng của Vương Nguyên Cơ cho Doãn Ung thì Doãn Ung vẫn sẽ thi triển được sĩ khí ngút trời. Đây người xem binh chủng này, bộ thương cung quan ha. Đây mình có thể dùng sĩ khí ngút trời cho Doãn Ung. Rồi thì khi mà ấn kế thừa này mình có thể tăng cấp lên. Đây mình có thể dùng đột phá ở đây. Đột phá thì những tướng mà dùng chung ấn kế thừa thì mình có thể dùng cả phôi của tướng đó để đột phá ha, của hai tướng đó luôn. Ví dụ mình có thể dùng cả phôi của Doãn Ung lẫn phôi của Vương Nguyên Cơ để đột phá cho cái ấn kế thừa sĩ khí ngút trời này. Đây thì mình sẽ thử đột phá ha. Mình sẽ dùng phôi, dùng Ngọc Chiến Hồn. Mình sẽ đột phá. Thì đột phá xong mình có thể đột phá rồi mình có thể cường hóa ấn kế thừa này lên. Đây cường hóa thì mình dùng đá tôi luyện để cường hóa. Đây mình sẽ thử đột phá tối đa ấn kế thừa này luôn.
Và để đột phá ấn kế thừa thì mình cần phôi. Ở đây thì mình không có phôi của Vương Nguyên Cơ hoặc là của Nhãn Ung, cho nên là mình định phải dùng phôi Vạn Năng. Và cần Ngọc Chín Hồn. Thì Ngọc Chín Hồn này chốc nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiếm Ngọc Chín Hồn. Thì mình sẽ truyền. Rồi, đã đạt tối đa rồi. Thì mọi người có thể nhấp vào đây để xem sĩ khí ngút trời. Thì mọi người có thể xem, nhấp vào dấu chấm hỏi này để xem hiệu quả. Hiệu quả thì mọi người có thể thấy là ở bậc 1 hiệu quả này. Bậc 2 thì hiệu quả sẽ có tăng thêm nữa. Bậc 3 cũng tăng thêm, bậc 4 cũng tăng thêm. Và bậc 5 là tăng cao nhất. Thì mọi người up cái ấn kế thừa này càng cao thì tướng sẽ càng mạnh. Đây mình sẽ coi hiệu quả trước ở đây để mình quyết định up ấn kế thừa của tướng nào. Về cách kiếm Ngọc Chín Hồn để up ấn kế thừa thì mọi người sẽ nhấp vào thương nhân đi trong thành. Thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ có chỗ đổi Ngọc Chín Hồn. Thì sẽ dùng vàng để đổi. Và sẽ có thời gian tạo mới. Thì sau khi mọi người đổi xong thì phải chờ hết thời gian tạo mới này, chúng ta mới có thể đổi tiếp những cái lượt khác. Hoặc là mọi người có thể kiếm Ngọc Chín Hồn ở những sự kiện event sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Rồi. Thì ở bản hiện tại chúng ta có thể hạ chức được tướng Cam. Có thể hạ chức được tướng Cam. Sau đây mình sẽ thử hạ chức tướng Cam cho mọi người xem thử. Thì mình có thể dùng hạ chức lệnh để mình hạ chức tướng Cam. Đây, ở đây mình sẽ thử dùng truyền thừa lệnh này để hạ tướng Cam này. Và dùng cho một tướng mới để mình có lấy nguyên liệu của tướng đó. Chỗ đây mình sẽ hạ bảng thống xuống để mình lấy nguyên liệu của một tướng khác. Như là mình sẽ lấy nguyên liệu cho Trương Ninh chẳng hạn. Đây thì mình sẽ có thể xem trước ha, hoàn trả, tỷ lệ hoàn trả có ghi rõ. Nguyên liệu hoàn trả cũng có ghi rõ ở đây. Thì sau khi mình chọn truyền thừa thì bảng thống Cam sẽ bị reset về trắng và mình sẽ có rất nhiều nguyên liệu để up Trương Ninh. Đây, mình đã hạ được bảng thống Cam về như ban đầu. Rồi. Thì video hướng dẫn về tính năng mới của mình đến đây xin tạm dừng. Thì mọi người muốn mình giới thiệu thêm về những tính năng mới nào thì có thể comment ở bên dưới. Mình sẽ lên những video mới hướng dẫn về tính năng của phiên bản mới Ngạo Thế Chi Vương. Xin chào tất cả các bạn.